thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng lãnh cảm tình dục đó là ông chồng. Không chỉ là quan trọng đâu mà là rất quan trọng. Rất quan trọng. Nếu như bắt đầu cảm thấy vợ có những cái sự thờ ơ hay là sự xa cách thì anh ấy đã phải lắng nghe. Dạo này em để cho quần áo anh nhàu nát, dạo này chồng như bị bỏ rơi. Những câu nói cho dù chỉ là đùa thôi cũng khiến cho người phụ nữ chạnh lòng biết bao. Có người thì họ chọn cách nói thẳng, có những người thì đi đường vòng, thì người chồng tâm lý cũng phải biết được điều đó. Có những cái cách khắc phục rất giản dị mà ông xã có thể làm được ngay. Anh có thể massage, âu yếm, trừ mến vợ. Anh hãy dịu dàng, một cái ôm từ phía sau khi người vợ đang nấu nướng ở trong bếp. Họ phải tăng cường đối thoại hơn nữa. Trong những nguyên nhân mà bác sĩ đã chia sẻ ở phần đầu chương trình thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng lãnh cảm tình dục đó là ông chồng. Thì trong phần giải pháp, phần khắc phục này, yếu tố của người chồng cũng đóng một vai trò rất là quan trọng để có thể giúp cho chị em phụ nữ cảm thấy thay đổi và có thể là chữa hết được những cái tình trạng này, đúng không ạ? Vâng, có thể nói là không chỉ là quan trọng đâu mà là rất quan trọng. Rất quan trọng. Bởi vì chúng tôi đánh giá là chính người chồng, chính người bạn đời, không ai khác, là một nhà tình dục học và là một nửa bác sĩ để mà có thể khắc phục được tất cả những cái rắc rối về mặt sức khỏe cho người vợ, chứ không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh sản. Đó là một người chồng nếu như bắt đầu cảm thấy vợ có những cái sự thờ ơ hay là sự xa cách, thậm chí có thể xuống cấp về mặt ăn mặc, về mặt đầu tóc, về mối quan tâm, thì anh ấy đã phải lắng nghe để mà hỏi xem rằng là em có ổn không, có chuyện gì không, có cần có gì để nói với anh không. Chứ đừng gay gắt nói rằng là dạo này em để cho quần áo anh nhàu nát, dạo này chồng như bị bỏ rơi, hay là vợ lại nghĩ đến người nào, vân vân. Những cái câu nói kết tội như vậy, những câu nói cho dù chỉ là đùa thôi cũng khiến cho người phụ nữ chạnh lòng biết bao. Cho nên trong trường hợp mà người phụ nữ của mình rơi vào cái tình trạng mà bắt đầu thờ ơ và giảm tần suất về mặt chăn gối, thì người chồng nên có những cái thái độ xích lại gần và phải có cái sự trao đổi, có tùy vào cái mối quan hệ cũng như là tình thân, cũng như là cái phong cách của mỗi cặp vợ chồng. Có người thì họ chọn cách nói thẳng, có những người thì đi đường vòng, nhưng mà cũng phải làm sao trao đổi được là cô ấy gặp rắc rối về vấn đề thỏa mãn chẳng hạn, hay là anh ấy cần phải thay đổi điều gì, hay là cô ấy thông qua cái việc cấm vận, cô ấy muốn một cái yêu cầu khác cơ. Chứ không phải cô ấy lãnh cảm, mà cô dùng cái tình dục như là một cái cách để mà trừng phạt người bạn đời, hay là một cách để mà thương lượng, hay để một cách trao đổi, thì người chồng tâm lý cũng phải biết được điều đó để mà trở nên một người ngoại giao, một người thương lượng tốt hơn. Còn nếu như người chồng cũng lại tự ái và bỏ mặc và kêu lên, mình nghĩ rằng là nếu cô không làm tròn bổn phận của mình thì tôi cũng không cần, thì tình trạng đấy tôi thấy nó dễ đi vào ngõ cụt nhất đấy. Thêm vào đó, Trà My biết không, có những cái cách khắc phục rất giản dị mà ông xã có thể làm được ngay. Đó là ở những người phụ nữ đang quá căng thẳng vì stress, vì áp lực công việc, thì ngoài cái việc anh có thể massage, âu yếm, trừ mến vợ, thì có những cái chất bôi trơn rất là tự nhiên. Ví dụ có thể là từ nước miếng hay là từ một cái thuốc bôi trơn có thể mua dễ dàng ở các tiệm thuốc, là có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn ngay từ cái cửa vào. Thế rồi anh ấy hãy kiên nhẫn thêm, kiên nhẫn nữa. Anh hãy dịu dàng nữa. Thậm chí anh ấy có thể tạo ra những cái cơ hội gặp gỡ vợ mình rất là nhẹ nhàng, từ ở một cái ghế sofa trong phòng khách khi mà con đi vắng, hay là thậm chí tắm chung với nhau ở phòng tắm, miễn là phải an toàn, đừng để đến nỗi mà có thể bị ngã, trẹo chân hay bong gân. Đến những cái việc mà một cái ôm từ phía sau khi người vợ đang nấu nướng ở trong bếp. Tất cả những điều đấy nhỏ nhỏ thôi, từng bước một, nó có thể làm cho cô ấy phá bỏ được cái tâm lý và cô ấy có thể bước vào cái đời sống tình dục một cách nhẹ nhàng hơn.
Nếu như mà quý vị nào chúng ta đang xem chương trình là những người chồng thì chúng ta sẽ thấu hiểu hơn nỗi lòng, những nỗi đau, cũng như là sẽ chia sẻ nhiều hơn với người vợ của mình. Thật ra nói về vấn đề lãnh cảm tình dục thì như bác sĩ đã vừa chia sẻ, Trà My đang liên tưởng đến những cái hậu quả nó cũng khá là trầm trọng nếu như dẫn đến cái tình trạng này kéo dài. Đó là cái hiện tượng ly thân khi mà hai người ngủ riêng, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì làm sao mình có thể phòng ngừa được tình trạng này thưa bác sĩ? Họ phải tăng cường đối thoại hơn nữa. Bởi vì tôi thấy rằng ngay cả những người mà họ rất ít giao tiếp về mặt tình dục, vì lý do sức khỏe, vì lý do bệnh tật, hoặc vì lý do họ đang phải kiêng cữ gì đó, nhưng nếu như họ có cái sự trò chuyện một cách rất là thân mật, thậm chí hài hước và dí dỏm ấy, thì cái sức nóng cũng như cái mối liên hệ của vợ chồng họ vẫn rất là ổn. Cho nên vấn đề ở đây chính là họ phải tăng cường nói chuyện với nhau. Người chồng phải hỏi han người vợ nhiều hơn, người vợ cũng thế, dễ thương và trò chuyện với người chồng nhiều hơn, chứ không phải là im lặng, chứ không phải là lắm điều hay là lải nhải hoặc là càu nhàu. Hãy trò chuyện, hãy lắng nghe và bằng tất cả sự chân thành, cũng như là bằng cái giọng nói hay là ánh mắt hay là nụ cười hết sức là thiện chí, để mà một bàn tay được đưa ra để anh ấy có thể nắm lấy giúp đỡ, kéo họ ra khỏi cái sự xa lầy này. Một cái điều rất là đáng buồn đấy. Và giống như là bác sĩ đã vừa chia sẻ từ đầu chương trình, tình trạng này thiên về tâm lý nhiều hơn. Cho nên Trà My nghĩ rằng là nếu như mà quý vị chúng ta có những vấn đề nào thì hai vợ chồng nên ngồi lại đối thoại, cũng như là có những gợi ý, chúng ta thực hiện những cái gợi ý mà bác sĩ Lan Hải đã vừa chia sẻ, thì chắc chắn là tình trạng lãnh cảm tình dục sẽ được khắc phục mà không cần một bài thuốc nào cả. Xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình và chia sẻ cho quý vị khán giả những thông tin rất là thú vị vừa rồi. Cảm ơn Trà My, cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình SNS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.